Đây là cái thấy của người chứng đạo, khác hơn cái thấy biết của người chưa chứng đạo. Được học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân. Vô minh thật tánh, tức thật tánh. Mấy cái đó khó lắm rồi. Ảo hóa không thân, tức pháp thân. Khó lắm rồi. Pháp thân giác liễu vô nhất vật, cũng khó lắm rồi. Bản nguyên tự tánh thiên chân Phật, cũng khó lắm. Ngũ quẩn phù hư không khư lai, tam độc thủy bào hư xuất mộc. Đoạn hết sức là sâu. Hôm đó là đã đọc giới thiệu qua rồi, nhưng mà triển khai thì mới được có, triển khai mới được có câu đầu. Bậc tuyệt học vô vi nhàn đạo, vọng không trừ, tưởng chẳng cầu chấn. Tánh của vô minh và Phật tánh không hai. Phật tánh ấy chính là Phật tánh của vô minh đấy. Hôm trước thì giới thiệu về cái bậc tuyệt học vô vi nhàn đạo rồi, tức là trên con đường tu hành, cái người mà đạt đạo rồi đó, người ta nhàn đạo lắm, ta tu nó nhàn lắm, nó không có cực như là cái người còn đang học đạo hành đạo mà chưa chứng đạo thì tu cực lắm. Đại chúng để ý, có khi mình tu cực lắm mà không có thành công gì hết. Nó giống như mình làm ruộng, mình rất là cần cù siêng năng mà mình làm cái kỹ thuật nó không trúng á, mà không trúng cách thì rất cực, rất hao công, rất hao thuốc rầy, hao phân mà năng suất lúa không có. Còn cái người mà giỏi kỹ sư nông nghiệp, người ta làm chừng nào thấy bệnh, mà bệnh gì sẽ thuốc gì, lúc nào cái lá lúa nó màu gì, bón phân gì, mà bón không hề dư cho nên nó không hao. Vậy mà tới mùa gặt rất là tốt, kết quả tốt, trúng. Còn mình trị không đúng bệnh của lúa thì hao thuốc rầy thuốc sâu mà không lành bệnh của cây lúa. Giải phân không trúng cách thì không bổ dưỡng cho cây lúa, trổ bông trổ hạt, thành ra tốn tiền. Mỗi ngày mỗi đi ruộng mà trị bệnh không hết thì cái đi ruộng đó không bằng cái người kỹ sư nông nghiệp một tuần ta đi một lần hai lần, vừa thấy bệnh là người ta trị đúng thì nó rảnh thì giờ hơn nhiều mà kết quả tốt. Cho nên cái bậc tuyệt học vô vi nhàn đạo, người ta tu nó nhàn, không có bận biểu nhiều. Bất trừ vọng tưởng, bất cầu chấp. Vọng tưởng người ta không có, không cần trừ, vì người ta biết rằng là vọng tưởng đã là vọng mà chứ trừ cái gì. Người ta biết rằng là vọng tưởng đã là vọng mà chứ trừ cái gì. Ai mà ra sức mà đi đánh cái bóng của mình, hình bóng của mình đánh là. Hồi nhỏ tôi có chơi, ông bà nói rằng giỡn bóng là nguy hiểm, nhưng mà mình không tin. Ngồi cái bóng đèn ở phía bên về, mình ngồi về cái bóng mình trong vách thì cứ cầm cái roi quất, vừa đánh vừa nói vừa đánh, giỡn với nó một bữa tối lại. Ta gọi là cái bóng nó dồi đó, nó làm sao nó thấy nó đưa mình lên trên nóc nhà, đưa nó ầm ì té lên té xuống, mà muốn ói muốn bữa mà mình vẫn cứ nằm trên giường đó mà mình thấy vậy đó. Gọi là bóng dồi, ông bà nói vậy mà không biết tại sao. Là tại vì là giấc tối chơi ngồi lấy cái roi quấn cái, chỉ cái bóng quấn cái, nó cũng quấn cái, thế thì là chơi với cái bóng gì, giỡn với bóng, mình đánh với cái bóng thì có nhầm gì đâu, nó là cái bóng.
Thế thì là cái người mà học đạo, mà đạt đạo, chứng đạo, người ta biết rằng là vọng, tức là đã là vọng thì không có chân rồi, nó không có thật rồi, thì gọi là trừ. Nó là trừ cái gì? Do vậy người ta chỉ cần tánh ngộ, chỉ cần tánh thức, chỉ cần có chánh niệm là vọng tưởng tự tan mất. Mà tan mất vọng tưởng rồi thì còn lại cái trong sáng, cái an lành, cái thanh tịnh bản nhiên của vũ trụ vạn hữu nó như vậy, không có cầu cái gì nữa hết. Chân như ở đâu mà cầu? Không có tham thì không có cái khổ vì tham, không có sân thì không có bị cái đau khổ vì sân, không có si thì không sống sai đạo lý, không sống sai chân lý. Thì tự mình sống ở trong cái cảnh giới an lành, trong sáng, thanh tịnh vậy thôi. Cái đó nếu mà cần gọi nó cái từ niết bàn thì nó là niết bàn. Mà kỳ thật cái đó không có là cái gì hết. Cần gọi nó là chân như thì đó là chân như, vì cái đó không ai phá hoại nó được, không ai thêm cho nó cái an lành nào hơn nó được, không ai bớt nó cái món làm cho nó khổ sở gì được cả. Cho nên nếu nói nó là chân như thì cũng là chân như, nếu nói nó là, đó là niết bàn thì đó cũng là niết bàn, mà không cần cầu. Miễn không có vọng là tự nó là chân rồi, không có ăn cắp. Không phải là người ăn cắp là tự đó là người ngay rồi, không phải là người xấu tức là người đó tự nó tốt rồi mà không cần nói tốt. Do vậy mà cái người mà học đạo mà chứng đạo rồi, nó không cần trừ vọng tưởng mà cũng chẳng cần cầu chân như gì hết, mà vẫn sống trong chân như. Đó là cái hay đó. Cái tu của Đại Thừa là nó gọn ghẽ vậy đó, không có làm lôi thôi gì hết, không có làm cái gì cực khổ, không gian sinh, không cầu nguyện, không lại lục, không năn nỉ ý ôi bất cứ một quỷ thần nào. Vì người Đại Thừa người ta biết rằng không có thứ quỷ thần nào có quy quyền thế lực để giúp đỡ gì cho ai, mà tự mình là quyết định số phận mình. Cho nên là tu nó khỏe rơ vậy hả, mà nó rất là an lành, không trừ vọng tưởng, chẳng cầu chân như. Tánh của vô minh là Phật tánh không ai. Tánh của vô minh và Phật tánh không ai. Phật tánh ấy chính là thật tánh của vô minh đấy. Có nghe quá. Vô minh thật tánh tức Phật tánh. Cái thật tánh của vô minh là Phật tánh. Nghe rất lạ tai. Là bởi vì qua cái nhìn của người đạt đạo, dưới con mắt của người đạt đạo, vô minh không có thật tánh. Vô minh nó không có cái thật tánh. Ai tìm tham là cái gì? Ở trong cái vũ trụ bao la này, ai tìm cái gì là cái tham? Vô minh tức là cái căn bản của vô minh là tham mà. Tham, sân, si, mạng, nghi, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, phẫn hận, phu não, tật, sang, cuốn, xỉm, hại, kêu, vô tàm, vô quý, điệu cử, hôn trầm, bất tính, giải đại, phóng vật, thất niệm, tán loạn, bất tính tri. Đại để là 30 món, 20, 30 món. Gọi chung nó là từ là vô minh. Thế thì cái thật tính của nó là gì? Không hề có tánh gì hết. Không hề có tánh gì hết. Cho nên trừ nó là trừ cái gì? Lấy súng bắn nó ư? Nó đâu có cái gì đâu mà bắn. Lấy dao chém nó ư? Nó đâu có cái gì đâu mà chém. Lấy dây trói nó để trấn nước ư? Nó cũng không có cái gì để trói. À vậy mà mê thì vô minh nó tác động, nó hoành hành ghê gớm. Mà tỉnh thức thì tìm không bao giờ có tham là cái gì, sân là cái gì, si là cái gì. Đó chẳng phải là cái thật tánh của vô minh, là cái tánh thanh tịnh, cái tánh trong sáng, cái tánh an lành, cái tánh giải thoát. Chẳng phải tánh đó là cái gì? Chính cái trong cái tánh thanh tịnh, cái tánh an lành, cái tánh giải thoát đó mà hệ mê là nó sanh ra vô minh, nó tác động, nó hoành hành cho mình đau khổ. Còn nếu mình tỉnh thức, mình giác ngộ, mình sáng suốt thì vô minh không có lý do để mà hiện hữu và tồn tại. Do vậy mình ta nói rằng cái thật tánh của vô minh là Phật tánh. Giống như cái người bị bệnh mắt, thấy có một bầy ruồi nó bay chật chật trước mắt đây nè. Mà người không có bệnh mắt, người ta đâu có thấy ruồi vậy, mà cái người bệnh mắt thấy ruồi bay trước mắt.
Thế thì cái thật tính của con rùa, của bầy rùi đó là cái tính hoàn toàn trong sáng và thanh thanh tịnh. Hư không ở trước mặt của cái người bệnh này đâu có con rùi nào, và trong cái mắt của người đó cũng không hề có con rùi nào. Vậy mà chỉ vì bệnh thì thấy đi đâu đều có bầy rùi trước mắt hết. Có người thì thấy sợ chỉ nó văng ngang vậy, sợi chỉ đen nó cứ nó văng ngang về, mà dòm đâu nhìn đâu ngó đâu cũng bị sợi chỉ văng ngang. Thế thì cái thật tính của sợi chỉ văng ngang trước mắt là cái tính của hư không thanh tịnh, và cái tính của con mắt trong sáng thanh tịnh. Thật tính của bầy rùi, thật tính của sợi chỉ đó là cái tính trong sáng thanh tịnh của hư không, cũng như cái tính trong sáng hoàn toàn của con mắt nếu chữa lành cái bệnh mắt. Còn khi mà con mắt bị bệnh thì tự nó có bầy rùi và tự nó có sợi chỉ. Mà khi lành bệnh mắt rồi thì sợi chỉ và bầy rùi nó không có. Vậy thì chẳng phải là cái thật tính của bầy rùi và của sợi chỉ đen trước mắt là cái thật tính trong sáng thanh tịnh của mắt và của hư hư không thanh tịnh đó sao? Đúng quá rồi là sao cãi được nữa. Đánh một cái giày thấy hoa đỏ trong mọi hư không. Thế thì cái thật tánh của hoa của lửa đỏ trong hư không đó là cái tánh hư không thanh thanh tịnh. Chỉ vì biểu đánh một cái gì là các bạn phá quả tâm tinh thì thấy lửa nó đỏ hết. Cái kỳ thật là hư không nào có lửa gì đâu. Cho nên mấy câu này hay lắm, học rồi biết đó, là chỉ cần một tính niệm, chỉ cần tính thức, chỉ cần giác ngộ là quá giải được phiền não vô minh, mà không cần tu hành gì hết. Không cần tu hành gì hết, rồi tất cả khỏi tu không cần chứng. Đó là hạng đại thừa thượng sĩ tối lợi căn, diệt kiến tư, diệt hết cả cái tiền là rồi tất cả, mà khỏi để tâm tu chứng. Tính thức rồi là rồi hết, khỏi để tu gì hết đâu. Còn mà chưa thấy đạo, chưa chứng đạo tu, trời ơi, quá đem cái chén mà ngửi có cái mùi rửa hơi còn tanh tanh một chút là làm giặt lên rồi, là lấy chén trong tủ mới đem ra cho bà ăn, bà không ăn, bà ăn chay mà đem cái chén vô quách trong xuống chén gì bà ăn sao được. Đũa cũng hửi đàng hoàng lấy đũa mới cho bà, tu cực khổ ghê gớm. Đứa nào dày mộ tổ cha, đứa nào mà ăn dày đây, tao ăn chay mà không biết cái sao mà đem cái đồ dày cho tao. Té ra tu cực khổ ghê gớm, mà càng đau khổ cho gia đình, cho con cháu, mà bản thân mình cũng tức tối tràn không. À trong khi đó không nhầm vậy trời đó. Chỉ có cái nó hôi quá ăn không được thì đi lấy cái khác, chứ không có đặt cái vấn đề là chén này chén kia chén nọ đũa sao bốn sao cũng cần. Nhưng mà hôm tôi đã nói lục tổ quen năng đã từng luộc rau mà ké trong cái đám thợ xanh mà ăn á, mà có sao đâu, vẫn là lục tổ quen năng. Để ý cái này nó hay quá, phải uống thuốc tránh cái cuộc sống lượn nhìn cái nắp thì không chứ, chứ không nó hứng thú nó nói hồi không ai nghe kịp hết cái nắp đây này. Thế là cái tánh của vô minh là và Phật tánh không có hai. Phật tánh ấy chính là thật tánh của vô minh đấy. Vì vô minh nó có thật tánh, nó từ trong cái trong sáng thanh tịnh chân như. Mà người ta bất giác, người ta mê thì là vô minh nó sanh ra. Còn người ta tỉnh thức thì là vô minh không có. Giống như lửa trong hư không, họ không hề có, bị đánh một cái tế quả tam tinh thì có lửa, nhưng mà cái thật tính của lửa đó là không có. Trong hư không giống không có lửa, trong hư không không có bầy rùi, không có sợi chỉ văng ngang. Vậy mà người bệnh có thấy có bầy rùi, thấy có sợi chỉ văng ngang. Vậy thì cái thật tính của bầy rùi là hư không thanh tịnh, là con mắt trong sáng. Tính của vô minh và Phật tính không ai. Cái thật tính ấy chính là cái Phật tánh ấy chính là thật tánh của vô minh. Hay hết sức. Thật tánh của vô minh vốn không có gì hết. Từ cái tâm trong sáng thanh tịnh của mình, mê thì nó tác động, nó hoành hành.
Thank you.